Trong bối cảnh thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn về nguồn cung, giá cả lại đắt đỏ, thì thị trường các tỉnh vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như Bình Dương, Long An, Đồng Nai với quỹ đất lớn và sạch, mặt bằng giá đất còn rẻ cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông đang là điểm đến được các nhà đầu tư quan tâm. Trong đó với lợi thế liền kề và có khoảng 100 km giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh đã giúp tỉnh Long An, đặc biệt là huyện Đức Hòa trở thành thổi nam châm, thu hút hàng loạt ông lớn đổ bộ, khiến bất động sản tỉnh này nóng chưa từng có. Thực ra thị trường Long An thì bấy lâu nay người ta cũng đã người dân thành phố Hồ Chí Minh họ cũng đã khá là quan tâm rồi, bởi vì quỹ đất ở trên đó còn khá là lớn và các cái sản phẩm là cũng đã hình thành, đặc biệt là những sản phẩm mà gắn liền với đất, ví dụ như là nhà phố liền kề, nhà phố thương mại hay là biệt thự, và cái mức giá nó nằm trong cái khả năng chi trả rất là tốt của người dân. Và vì vậy nó không chỉ thu hút những cái nhà đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh mà nó thu hút thậm chí cả những cái nhà đầu tư và người mua đến từ Long An và khu vực miền Tây. Tỉnh Long An vốn chiếm lợi thế là địa phương sở hữu nhiều khu công nghiệp lớn đang hoạt động hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có 32 khu công nghiệp với gần 150.000 lao động. Trong đó, huyện Đức Hòa có khoảng 20 khu công nghiệp và cụm công nghiệp như Tân Đức, Hải Sơn, Đức Hòa. Và mới đây, huyện này còn vừa khởi công thêm dự án khu công nghiệp Đức Hòa 3 Silico có tổng diện tích hơn 195 hectare. Việc hình thành các khu công nghiệp với quy mô lớn dẫn đến nhu cầu sở hữu nhà ở cho đội ngũ chuyên gia và các thành phần lao động làm việc tại khu công nghiệp tăng cao. Đó là những nguyên nhân chính của việc hình thành lên các khu đô thị với tiện ích đồng bộ. Bên cạnh đó, Long An nói chung và Đức Hòa nói riêng đang hưởng lợi trực tiếp từ nhiều dự án hạ tầng tầm cỡ như tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, quốc lộ 1A, quốc lộ N2, vành đai 4, tuyến DT822, 824, sắp tới là cao tốc Bến Lức Long Thành, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Ngoài ra, trước Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA, ngành bất động sản Việt Nam nói chung và bất động sản công nghiệp nói riêng sẽ đón làn sóng đầu tư lớn. Không chỉ thế, dự tính lượng lao động cũng như chuyên gia nước ngoài có xu hướng làm việc và công tác tại Việt Nam cũng sẽ tăng lên, kéo theo nhu cầu nhà ở vô cùng lớn. Điều này sẽ tạo nên một bước tiến mới cho những sản phẩm nhà ở hoàn thiện. Các chủ đầu tư hiện tại họ cũng tập trung phát triển các quỹ đất lớn ở Long An. Nếu xét về tiềm năng thì Long An là một tỉnh mà theo tôi đánh giá là có cái khả năng phát triển khá là nhanh trong thời gian tới. Đặc biệt là sau khi cao tốc Bến Lức Long Thành kết nối thì nó sẽ tạo ra một cái đường vành đai kết nối từ Tây sang Đông. Thêm điều đó nó sẽ góp phần giúp cho Long An sẽ càng ngày càng phát triển. Bên cạnh đấy thì cái việc giao dịch của các cái chủng loại sản phẩm như là đất nền, nhà phố ở khu vực này cũng rất là sôi động, tập trung nhiều ở khu vực Bến Lức, Đức Hòa. Nhận diện được tiềm năng phát triển thực sự của khu vực này, hàng loạt ông lớn bất động sản đã đua nhau đổ bộ về Long An để đầu tư những dự án đô thị lớn. Điển hình như công ty cổ phần đầu tư Nam Long đang triển khai dự án Waterpoint quy mô lên đến 355 hectare tại huyện Bến Lức. Cũng tại huyện này, tập đoàn BKMS đang triển khai là quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ với diện tích hơn 3.000 hectare. Hay tập đoàn VinGroup cũng sắp đầu tư khu đô thị Vinhomes 900 hectare tại Đức Hòa. Nếu như trước đây, người Sài Gòn mua nhà đất vùng ven chủ yếu để đầu tư hoặc an cư, thì hiện nay xuất hiện làn sóng đầu tư mới, đó là mua để sở hữu ngôi nhà thứ hai, vừa đầu tư kinh doanh lại vừa để nghỉ dưỡng. Do vậy, đa phần khách hàng lựa chọn những dự án đô thị được quy hoạch bài bản và xây dựng đồng bộ trong môi trường sinh thái trong lành. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này hiện vẫn khan hiếm nên sự xuất hiện của dự án đô thị Sun Gold, Westlake Golf & Villas vào thời điểm này đã góp phần giải tỏa cơn khát của nhà đầu tư. Tọa lạc tại mặt tiền tỉnh lộ 822 thuộc xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đô thị Sun Gold, Westlake Golf & Villas là quần thể biệt thự ven đô mới lạ ở Long An và ôm trọn Sun Gold đầu tiên tại phía tây thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này do công ty cổ phần đầu tư quốc tế CSQ làm chủ đầu tư và được phát triển bởi Trần Anh Group. Nằm trọn trong lòng Sun Gold 27 lỗ và rộng 120 hectare là 537 căn biệt thự diện tích lớn nhỏ trải dọc theo sườn các đường golf, mang đến tầm view đắt giá cho chủ sở hữu. Đô thị Sun Gold Westlake Golf & Villas được đánh giá cao từ phong cách thiết kế cho đến vị trí sở hữu, hoàn toàn không kém cạnh so với các dự án khác cùng phân khúc. Dự án bao gồm 3 loại sản phẩm chính là biệt thự mini, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập. Các biệt thự này đều được thiết kế và xây dựng theo phong cách đậm chất tân cổ điển, hiện đại trong kiến trúc và sang trọng về nội thất, nên được lòng rất nhiều khách hàng quan tâm. Hôm nay thì xuống tham quan dự án bên đây thì thấy là dự án này trông rất là quy mô, đẹp và tiện ích, giá cả thì hợp lý. Nói chung thì mình cũng thấy hài lòng. Đường xá thì đi là thuận tiện, không xa lắm và không mất thời gian nhiều. Đây là lần thứ hai tôi đến thăm dự án của Trần Anh. Thì tôi thấy là cái quy mô rất là lớn và có sân golf rất là tiện ích. Và cái không gian, cái thiết kế của cái căn hộ thì rất là đẹp.
tôi rất là ưng ý luôn, từ cái tầng trệt cho đến tầng trên lầu, cái chỗ nào cũng thấy cũng ưng ý hết. Thì mình thấy giá cả thì cũng ok, cũng hợp lý. Mình sẽ quay lại mình dẫn ông xã đi mình xem để mình xem xét lại. Với việc thừa hưởng diện tích liền kề Sài Gòn 27 lỗ mang đến cho dự án không gian xanh mát và cảnh quan tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, cư dân của dự án còn được tận hưởng những dịch vụ tiện ích đẳng cấp được tích hợp tại đây như clubhouse, công viên nước, nhà câu lạc bộ, trung tâm mua sắm, trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế. Trong đó, tiện ích công viên nước được xem là điểm nhấn nổi bật tại dự án. Đây là công viên nước đầu tiên ở Long An có quy mô lớn và hiện đại, hứa hẹn sẽ thu hút thêm du khách tới dự án. Do đó, dự án đô thị Sài Gòn Great Lagoon Fan Village không chỉ thu hút người mua để ở mà còn mở ra cơ hội kinh doanh sinh lời từ việc cho khách du lịch thuê lại. Bên cạnh đó, đây là cơ hội góp phần gắn kết phát triển du lịch tại dự án với các địa điểm du lịch nổi tiếng khác tại Long An như khu du lịch sinh thái Làng Nổi Tân Lập hay Làng Cổ Phước Lộc Thọ và công viên Bảy Kỳ Quan Thế Giới ở Đức Hòa. Với lợi thế nằm ngay lõi trung tâm huyện Đức Hòa và chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 60 phút lái xe, cư dân của đô thị Sài Gòn West Lake Golfen Village dễ dàng tiếp cận nhanh chóng trung tâm hành chính và các tiện ích liền kề của huyện Đức Hòa như chợ, bệnh viện, trường học. Đặc biệt sắp tới, cư dân của dự án còn được hưởng thêm tiện ích nổi bật đang được triển khai xây dựng, đó là bệnh viện đa khoa xuyên Á Đức Hòa có quy mô hơn 1.000 giường bệnh. Theo nhận định của giới đầu tư, giá trị của biệt thự West Lake Golfen Village sẽ còn tăng nữa khi hạ tầng dần hoàn thiện. Do vậy, việc hội tụ lợi thế từ vị trí đắc địa, chỗ tiện ích hiện đại và đẳng cấp, biệt thự West Lake Golfen Village được kỳ vọng sẽ góp phần làm sôi động thêm bức tranh thị trường bất động sản Long An, từ đó mở ra cơ hội an cư, đầu tư cho người dân, chuyên gia cũng như giới đầu tư.